Xin cảm ơn mọi người đã quay trở lại với video và mình là Cú Bóp đây. Hôm nay chúng ta cùng vào bếp nha. Và giới thiệu với mọi người, đây là một con cá bè vàng nhé. Hôm nay làm con này để nướng với bạc ăn với rau sống. Tại sao gọi là bè vàng thì nó là chi cá bè và nó màu vàng nên là gọi bè vàng. Thì ba mình mới bắt vào và đang làm nó nha. Con này tầm khoảng 3-4 kg gì đó. Thì cắt phần mình để nướng, còn là phần đầu thì để làm món khác nha mọi người. Cá bè vàng thì có thể chế biến rất là nhiều món ăn ngon khác nha. Chiên kho, canh chua, nấu cháo hay là hấp là toàn là những món ngon thôi. Đây là cá ở bè mình nuôi nên thịt sẽ ngon hơn. Và vì được ăn đầy đủ cá tươi mỗi ngày tạo nên một chất lượng thịt và mỡ sang lẳng rất là đặc biệt luôn, thấy mọi người thấy không? Mình nghĩ là con cá này nếu mà ăn với bùi tạc á thì sẽ rất là ngon đây. Và quay lại với món chính thì bây giờ cá đã làm xong rồi và mình đã chuẩn bị lá chuối và một ít hành, củ cắt lát. Như thế là đủ nguyên liệu cho hôm nay rồi, không nêm nếm gì thêm vì cá của mình đã rất béo rồi. Hết sức đơn giản nhưng mà ngon đó mọi người ơi. Mình sẽ làm một lớp thứ hai và xe cho mép giấy nó cuộn vào nhau để giữ lại toàn bộ hơi nước của cá ở bên trong, thế thì mới chọn vị ngon của cá nhé. Và giờ thì đặt lên bếp than rồi để ngắm hoàng hôn cùng mình nha. Hoàng hôn hôm nay đẹp chưa? Quá tuyệt vời luôn, ở biển thì ngắm hoàng hôn thỏa thích luôn. Hôm nay mình ăn chung với rau sống chấm với món ớt chanh nha. Món chanh này là nhà tự làm theo khẩu vị của miền Nam, gồm đường, muối, bột ngọt, ớt và chanh. Nó thiên về vị ngọt nhé. Và bây giờ cũng đã lâu rồi, cắt giấy ra và kiểm tra thử thì thấy cá vừa chín tới luôn nè, ngon ghê chưa. Nhìn cái thịt đó nè, tuyệt vời chưa, quá sức đã luôn rồi. Xong chính, bây giờ mình lên dĩa nha. Lấy đồ, mình cuốn bánh tráng, cậu sống nè, bỏ lên hết.
hồi rồi bỏ cá lên. Đó, đã chưa, đã chưa. Rồi, chấm với muối chanh. Quất nha, quất nha. Mời mọi người nha. Và mình sẽ là người cảm nhận giúp. Cắn vào đầu tiên thì là mùi thơm của cá và rau. Tiếp tục nhai thì vị ngọt của cá và vị chua cay của nước chấm. Nó hòa quyện với nhau rất là tinh tế luôn. Ngon xỉu luôn á mọi người ơi. Ai đã từng ăn đồ biển rồi thì sẽ cảm nhận được cái mùi vị này ngay khi đang coi video luôn á. Và chắc là một số người đang nuốt nước miếng vậy. Và đến đây video mình đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Đừng quên đăng ký kênh nha. Và like, comment cảm nghĩ của mọi người ở bên dưới video để mình phát triển hơn trong video tiếp theo nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bye.